không đồng vốn, không áp lực tài chính, không chờ đợi. Đó là ba đặc cách dành cho bất cứ ai mua nhà tại ba đại đô thị Vinhome Ocean Park, Vinhome Smart City ở Hà Nội và Vinhome Grand Park ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Vinhome Priority này vừa được công ty cổ phần Vinhome công bố vào ngày 24 tháng 5. Theo đó, khách hàng không cần vốn tự có mà chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản đảm bảo là bất động sản có sẵn hoặc sổ tiết kiệm là đã có thể sở hữu căn hộ Vinhomes. Cùng với việc không phải đầu tư ban đầu 20 đến 30% giá trị căn hộ như thông lệ, khách hàng cũng không phải chịu áp lực tài chính. Vinhomes Priority cung cấp giải pháp cho vay 100% giá trị căn hộ với lãi suất 0% lên đến 26 tháng sau khi bàn giao, tùy từng khu đô thị. Khoản vay ban đầu 20 đến 30% giá trị căn hộ sẽ được ngân hàng giải ngân dựa trên tài sản đảm bảo sẵn có của khách hàng. Giá trị còn lại được đảm bảo bằng chính căn hộ Vinhomes vừa mua. Đặc biệt, Vinhomes Priority cho phép khách hàng nhận căn hộ để ở hoặc kinh doanh ngay mà không cần chờ đợi như các dự án hình thành trong tương lai. Đây là lợi thế chỉ có tại Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City ở Hà Nội và Vinhomes Grand Park ở thành phố Hồ Chí Minh. Do các đại đô thị đều đã đi vào vận hành với hệ thống tiện ích vượt trội. Đối với nhà đầu tư, Vinhomes Priority mang tới cơ hội nhân đôi tài sản. Người mua chỉ cần có tài sản đảm bảo đã có thể sở hữu ngay cỗ máy đầu tư sinh lời mà không phải chịu áp lực tài chính ban đầu.